Phần này Linh Linh làm chưa? Em làm cái để đồ mối thôi, còn cái đây em không biết làm. Là thì em làm cho thầy cái biểu đồ một trước này. Đầu tiên là Ken con chữ ta. Ken hơn muôn hoa giòn cua sôi. Chờ đốn đâu. Để trả. Chờ đốn. Đổi. Chờ đốn muôn hoa rồi cũng sôi đó. Xong rồi để biểu Okay. tượng này. Ai yên khúc Noraya Hanin Đâu cái phải có đối tượng mà có đối tượng bên dưới là chúng chúng ta ta chúng ta hai mươi đi sang hai mươi em làm nhau nho 30 nho nhìn ra đây sang ở đâu đến thì ai đinh đấy. khúc độ tát đồ ra hà ninh ca em Lên cái ấy, thế thế à, ê, tế hê chúng ta hàng gần qua và bảy vậy cứ rốt ta à sao rồi thì à cứ rót tà cứ rót tạ rót tà cái này nữa thì thấy là nó ý là cái chủ đề của nó là gì à, có nhất định phải sinh con không đúng không và bây giờ nó trả lời là cứ rót tà tức là phải nó đồng ý thì là con trai là 80% con gái là 67% đó mình hiểu thế còn lại thì trả lời là ani ta tức là không đồng ý thì sẽ là vì con trai 20% con gái thì 33% từ đồ đúng không bây giờ cứ đốt tà thì ta à chúng ta ăn cái các ta cái người đúng không cái người mà trả lời rằng là cái người mà trả rằng là cứ đốt tà thì đây là chúng ta có năm ta năm ta ca là 80%. Cho phải cho ta cá là 67 dùng thà chi đi hai ớt từ nho và đúng không và trả lời là ani tả và cô từng đáp an sa ra mình thì có làm sa ca là 20% do sa ca là 33% không rồi cái này nó đặt mắt chỉ mang nghĩa là chỉ tức là gì so với cái việc là trả lời cửa đó tả bạn ani tả thì cái án như ta nó thể hiện là rất là ít tức là chỉ thôi đúng không thì ở cái mức là 20% và 30% nó sẽ có e và hai ớt đó xong sau tiếp sang cái phần thì à ni tả phần nhân nhân lý do đúng không à ni tả thì và vô ứng đáp ăn thì e thế còn về lý do mà trả lời rằng là không thì ta nhìn thấy con trai gái đây đúng không thì con trai thì vị trí đầu tiên tức là người ta trả lời là người vị trường hợp người ta bảo do cái gì gánh nặng về dưỡng dục sau đó bắt đầu với là gì cuộc sống tự do còn như con gái thì tự do trước sau bắt đầu với gì duy trì cuộc sống ở nơi công sở thì vậy chúng ta đầu tiên ta phải làm nam ta nên đúng không con trai về lý do này thì con trai người ta có cái gì đây yang yuk bi phù tan đấy do ta nên thì là thà yu đô sen phai y à, y rào cô ứng đáp ăn trong vô cá thà thang phán và nát sinh nhọ đúng không tức là chúng ta thấy cái gì sự à, con trong trường hợp trả lời rằng là con trai trong trường hợp con trai trả lời rằng là phí dưỡng dục gánh nặng phí dưỡng dục con gái thì về là gì cuộc sống tự do thì cái đấy đang trường hợp là nhiều nhất sau tiếp tiếp theo ý o tiếp theo thì là làm sao nên thì thà du đốn sáng khoan phải giờ tha nên thì lại là tình trạng sen khoai dù chi đào bố ứng tác ai ốc tạc hết như vậy là xong rồi đúng không có gì đâu đơn giản nhớ không Linh Vâng. thực ra cái đại cái kiểu này nó cũng phải nghĩ là nó cũng ra đâu tuy nhiên thì thầy vẫn muốn giải cho mọi người biết đâu và lại rơi vào lúc đấy lại là thầy không dạy đúng không đó. Còn bên dưới này thì nó cũng tương tự với những cái dạng mà mình đã học tuy nhiên thì nó có cái gì có cái phần lõm này này nó lõm này một chút xíu đúng không ố đợi thầy xíu em biết
Rồi đấy, nên là chúng ta sẽ viết như nào à, vẫn viết như bình thường thôi. Nào, đầu tiên chúng ta sẽ có cái gì đây, à, địa điểm, không có địa điểm, không có đối tượng, chúng ta chỉ có nội dung. Thì nội dung là gì? Cùng né à, Diệu Linh với các cùng chín đồ hắc sen Du học sinh ăn hoa nghe thế hệ né. trường xa hàng tuần qua. À, thì chúng ta thấy là gì, chúng ta bắt đầu thì thấy cái năm 2000 trước nhỉ. Nhon nê là ta son giáp ton, sau đến điểm Ở xuống du học sinh suy y văn hoa ưng. xuyên lên, sau bắt đầu tìm nữa. Nhưng mà ở trong này tức là gì, và chúng ta phải diễn đạt là nó đang gì, nó đang liên tục tăng. Cái này nó tính rồi, thì tốc thường ca ha tả ca đúng không, tức là đang liên tục tăng rồi. Bắt đầu hàm si nó tạm thời, nó lại bị hàm tô ha có nhỉ, à nó tạm thời nó giảm, sau rồi nó lại gì, sau rồi đến năm 2010 16 đây lại chạm lại nhau từ đô hà si chúng ta hai Chúng còn ta nữa là rồi mà đấy, nhớ cái mẫu là phải nhân ha. Đó, nó có cái là đang tăng giảm tạm thời, xong rồi lại tí tăng lại lên đến từng này đúng không. Sau tiếp thì đo han thì đó hàng chúng ta à, yến thì thì từ rồi đó ăn anh tốt hàng cúc coi à. thế hàng mi Ăn chim quan sim ha ốc u nha không, cái này chúng ta sẽ bàn na, bàn na chắc như nhau, tức là nó giảm rất nhiều ấy, quan tâm về này giảm rất nhiều. Và ăn tốt nhớ những quan tâm thì chúng ta cố gắng dùng là bàn na si tả có thêm nhiều đúng không. Sau tiếp Hàn Quốc T H I U H C chi nối gốc Hàn Quốc sẽ hấp kế dù hấp sen ở chúng ta chú ý những cái trường hợp nó có cái từ đồ đốc này, này thì chắc chắn là trước cái động đằng trước cái đồ đốc chúng ta phải có phải cái cộng cái đồ đốc nhé. Hấp sen hơi dù chi ha đồ đốc, đồ đốc ha tả, chúng ta sẽ biến thành như này để thấy thấy một vài cái nó đều có từ đồ đốc như thế đấy, chúng ta sẽ biến hết thành động từ vị trước nó, cho thêm cái ha tả cộng cái đồ đốc là đã cố gắng đúng không. Nguyên nhân đây đã cố gắng này hết tí em cũng chỉ xem còn từ đô từ hoa đó là đặt hát tại sao rồi à, à đâu không phải là gì đó thì à, vườn in từ đô thì không phải hạt đô nữa mà nó có một thời gian cụ thể là từ 2023 đấy, thì nó sẽ gì về bút tin du học à, sinh 20 thì sẽ là 20 man nho từ đô chúng ta ăn còn mang đi tập đó. Cái này thì nó là cũng không khác gì cái kia cả, chẳng qua nó khác nhau mỗi là cái thì cái biểu đồ một nó có đang tăng rồi giảm ấy không à, đôi khi nhiều khi thầy cho cái mẫu này nhưng mà đến lúc vào nó lại thay đổi một xíu so với cái lúc mà mình ôn ấy, thì lúc mình cũng phải linh động thêm một xíu nhá, mình hiểu biểu đồ rồi mình làm gì cả theo cái cách của mình rồi đó. Còn lại bên dưới này thì cái mẫu này nó mang nghĩa là lặp đi lặp lại cái mẫu ở trên để cho được một người có thể luyện tập nhiều hơn nữa thôi. Rồi hôm nay chính thức sang câu 54, 54 cố gắng vớt vát cho thầy được thêm 15-20 điểm mới là được. Tại vì câu 54 này này, câu 54 này chúng ta chỉ cần là gì đây, học thuộc đúng theo cái mẫu của thầy, đúng theo cái mẫu của thầy là một người có thể viết được 15-20 điểm nhé, không cần quá quá là sợ hãi nó đâu. Đúng lắm, đây này cực kỳ dễ luôn. Cái bạn Hương à, Hương vẫn chưa vào là 10 phút mà sao không tin vào, nhanh để vào còn học câu thì Linh không thi tháng 11 thì thầy định bảo là thầy vẫn dạy mọi người đến tháng 11 thi luôn cả thể. Em định tháng 10 thi, nếu như mà không đạt thì chắc là sang tháng 1 em thi tiếp ạ. Công ty nếu mà thầy vẫn dạy tiếp thì có vào học được không? Thầy không bắt đọc thêm phí đâu, vẫn học lên đến tháng 11 luôn. Tức Vâng. là mình sẽ giải thêm đề, sau nào cho nó chắc là đến tháng 11 luôn. Chứ Hương Vâng. và Linh mà không học thì thầy làm gì có ai dạy. Các bạn thì các bạn ấy toàn xem lại video không?
như Thủy suốt ngày con nó kêu là con chỉ con nó ấy nên là không 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 mấy được, không vào được, muốn xem lại video thôi, không có ai học thầy làm gì, có ai dạy mà xem lại video. Đây Hương, Hương Lê và rồi đây đúng không? Hương Lê ơi, Hương Lê Si, anh nhớ tôi yêu Hương Lê Si, trái tôi quên này á. Hương ở À, Hương, nghe được chưa? Ô Hương vừa Hương lên vừa chạy vào rồi mà. Vừa tiếng Hương lên vào mà chạy đâu nhỉ? Câu 54 để cố gắng đi, cố gắng viết được đi, chứ câu 54 thầy sẽ còn dễ rất nhiều, lúc mình ngồi mình đọc câu 51, 52 là cũng ra vấn đề, mình cứ đi làm trước câu 54, là câu 54 xong rồi lúc nào nghĩ vấn đề thì mắc ở đâu lại nghĩ nên chạy sang nghĩ câu 51, 52 tiếp thì không, thì đâu mà phải sợ 54. Ôi. Hương Lê bà được chưa Hương ơi? Hương Lê ơi. Chắc bà được rồi. Thế bà không thể nói gì. Rồi là nhá, bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho Linh qua về cái câu 54. Thì câu 54 là chúng ta sẽ được viết về một cái gì? Sẽ được viết về một cái chủ đề của văn nghị luận xã hội, và chúng ta sẽ viết khoảng từ 600 chữ đến 700 chữ. Đó, chủ đề là gì thì chúng ta khó có thể đoán được lắm. Tuy nhiên thì nói chung là thầy cũng sẽ có một cái mẫu để làm nào để mọi người vào cái chủ đề nào mọi người cũng có thể viết được một chút xíu để chúng ta gì, để chúng ta có thể làm được một chút xíu, để chúng ta có thể vớt vát được thêm điểm nào cho bản viết nó càng cao càng tốt, để môn đọc mấy môn nghe nó đỡ bị gánh, để chúng ta có thể đỗ được theo đúng cái mục tiêu của mình. Đó. Thì đầu tiên chúng ta nhìn vào cái đề này, mình thường nhìn vào cái đề câu 54 này này. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái gì, có một cái phần phần trên này chính là cái phần phần giới thiệu chủ đề, giới thiệu xem chủ đề là chủ đề gì. Sau người ta sẽ cho ba câu hỏi bên dưới. Đó, thì bây giờ mình chỉ cần là đọc hết tí đọc giới thiệu chủ đề để hiểu xem nó về chủ đề gì. Sau đi trả lời ba câu hỏi bên dưới là xong, từ 600 đến 700 chữ là xong. Đó, bình thường viết văn ta còn viết được mấy mấy trang virus cơ mà, tại sao để viết bằng tiếng Hàn có 700 chữ, viết ra thực ra nếu mà viết chữ dày đặc ta còn lửa trang giấy chứ còn không đến thế mà cũng không viết được. Đó, vô lý, nhiều bạn vô lý lắm. Cho nên là chú ý nhá. Thì đầu tiên thầy sẽ giới thiệu qua một số những cái ngữ pháp mà biểu hiện ngữ pháp thường chúng ta hãy dùng dùng trong cái câu 54 ấy. Chúng ta thực ra cũng chả dùng ngữ pháp gì cao siêu đâu, chúng ta cứ nhớ một vài ngữ pháp ở tại trung cấp trở lên để chúng ta viết bài cho nó gọi là thanh thạo hơn là được, đúng không? Đầu tiên chúng ta nhớ cái định ngữ nhé, cái định ngữ rất là quan trọng luôn, cố gắng là xem lại định ngữ cho thầy, không thuộc định ngữ thì xem lại định ngữ, nhưng mà học đến bây giờ mà không biết định ngữ luôn thì thầy cũng chỉ thôi bó cánh rồi, không biết về xem lại kỹ nhá. Sau tiếp chúng ta bình thường ta hay viết cô thì chúng ta chuyển sang ư mèo, biết là tranh thả hơn nhá. Ư mèo đi là và đấy đúng không, và chuyển sang ư mèo tranh thả này. Tiếp theo chúng ta có động từ cộng với ư mèo to thế, cái ư mèo to này bình thường ta cũng hay dùng này, đồng thời này, tôi làm này đồng thời làm kia, vừa làm này vừa làm kia đúng không, hoặc là động từ ư vừ rô hoặc là y vừ rô vào lòng ao so khi tem nê, bình thường chỗ nào cứ dùng ao so khi tem nê thì chuyển hết sang ư mở đô cho thầy là nó đã thanh tả hơn rồi đúng không, hoặc là chúng ta xác định những cái cấu trúc nào nó mang ý nghĩa là vì kết quả này xảy ra một kết quả xấu ấy, dùng đơn khá đam mê luôn đúng không, vì đấy. Hoặc là nhiều khi dùng chán cái gì đấy dùng chán cái ư mèo hoặc là cô này này thì cứ và nhiều rồi thì sẽ dùng không những mà còn cái này, tôi không những là làm này mà còn làm cái kia nữa cơ đấy, tự tôi nghe cái câu câu cú nó cũng thanh tả lên đúng không, cho nên là nhớ một vài ngữ pháp ở cái dạng trung cấp như này là bài nó đã cao rồi, thanh thả rồi. Cái này trái lại ngược lại từ ra, nhưng bình thường cái chỗ này thì thầy hay dùng là cái ư na nhiều hơn, tập ư na đó nghĩa là nhưng đó, thay thế cho chi chi man đúng không,
Bình thường mọi người nhớ dùng Shima để chuyển hết sang Una thì thấy là được đúng không? Aoto Umion vì sao bồ ta được thay sang vì sao vì sao vào đẻ thì kỳ vì sao tô đốc thế thôi, không cần biết nhiều đó. Hoặc là nhân tên và tiếp một số những biểu hiện ngữ pháp đứng cuối câu để nhấn mạnh. Thường chúng ta kết thúc bằng khăn tà hay là hết tà hay gì đấy, tuy nhiên thì có một số câu chúng ta muốn nhấn mạnh nó sẽ dùng những cái biểu hiện ngữ pháp này cho câu nó hay hơn. Ví dụ như cần làm gì đấy, cái phần cần này thường hay dùng ở cái phần câu kết bài, để mà làm này chúng ta cần làm gì đấy đó, là cái chỗ bạn đấy đúng không, hoặc là nên làm gì đó, không nên làm gì, cái này cũng dùng cho phần kết bài. Còn giúp ích cho cái việc gì đó thì cái này nó hay chúng ta hay dùng cho gì, trả lời cái câu hỏi một hai đấy đúng không, còn cái này hai cái này dành cho trả lời câu hỏi ba đúng không. Thường là câu hỏi một và câu hỏi hai nó sẽ đưa ra cái những cái tình hình, những cái sự thật mà, hoặc là những cái ưu điểm, những nhược điểm, những ảnh hưởng xấu hay những ảnh hưởng tốt đấy, những cái như thế đúng không. Còn cái câu thứ ba thường nó sẽ đưa ra giải pháp cho hai cái ý ở trên, khó dễ là gì đấy, hoặc là cái N1 gây ảnh hưởng cho N2 đó. Ek thì chúng ta dùng cho sự vật sự việc, còn ek dùng cho người nhé, chúng ta nhớ nhé, người cái là sự vật sự việc nhé. Kê tuy tàn trở nên làm cho có thể đó, nó cũng quanh quẩn, nó chỉ dùng mấy cái này thôi, cũng dùng từ cao siêu lâu, cho nên mọi người không phải quá sợ nó nhé. Và tiếp theo một số những cái liên từ được kết gọi là kết nối giữa các đoạn với nhau, thì bình thường chúng ta sẽ có trong cái câu 54 nhớ nhất chúng ta sẽ có khoảng tầm mấy đoạn, bốn đoạn, nhưng nếu mà ta lập dàn ý của thầy là sẽ có bốn đoạn, một là mở bài, sau rồi đến thì thân bài thầy tách làm hai đoạn để vì trả lời hai câu hỏi, sau đến phần kết bài nữa là xong, là bốn đoạn đúng không đó. Rồi và xem chúng ta sẽ sử dụng những cái liên từ gì, thì ở trong bài thầy sẽ hướng dẫn cho mọi người, nếu mà chúng ta dùng những cái này chán quá rồi đúng không, thì thường thầy hay dùng tô han hoặc là cái từ huế thầy ưu tiên, thì và này, hơn nữa này, không những mà còn mà ngoài cái đó ra thì bình thường thầy hay dùng cái hơn nữa mang tính liệt kê, thầy sẽ dùng tô han hoặc từ huế đó. Hoặc liệt kê là thứ nhất là gì, thứ hai là gì, thứ ba là gì, ưu tiên là gì, sau đó là cái gì, cái này thì mọi người dùng được, nhưng mà bình thường thầy cũng ít khi dùng cái này lắm, tự thấy nó cũng cứ kiểu văn ít của ấy đúng không. Tuy nhiên thầy hay dùng từ đo na này mang ý nghĩa, tức là cái câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai nó hay thường trái trái lập nhau, trái nghĩa với nhau, thì thầy hay dùng là gì, từ đo na để kết nối giữa đoạn trên và dưới, nó có sự đối lập nhau đúng không. Rồi cứ đề so thế hay dùng là tara so, cứ đo mù rô hoặc y rô y nghe. Tuy nhiên thì bình thường hai tara so và cái này nó hay dùng dùng để cái câu gì cái câu hỏi thứ ba ấy, dùng để kết bài, dùng để kết bài nhé. Y rô y nghe thì ta hay dùng là vì là gì, vì nguyên nhân là vì cái câu ở phía trước ấy, thì chúng ta dẫn đến hành động này, thì thường đấy thì giữa hai câu với nhau ta gì nào, vì giữa hai câu với nhau nên dùng là vì ý đồ the, còn tara so cứ đo mù đô là vì giữa hai đoạn với nhau đó, thường là như thế đúng không. Rồi cuối cùng kết cục cái này ít dùng, nó cái này dùng cực nhiều này, ví dụ đó, ví dụ như đây nha, ví dụ là như nào đấy đó, thì thực ra chúng chỉ dùng quanh quẩn những cái ngữ pháp như này thôi, nên là mọi người chú ý thầy nhé, sau ở trong cái phần lập dàn ý của thầy cũng sẽ đưa ra gợi ý cho mọi người một số những cái ngữ pháp phải lên dùng, một số những cái liên từ mọi người lên dùng đó, thì mọi người cứ làm theo đúng cái form dàn ý của thầy chắc chắn sẽ được 10 năm 20 điểm, tùy thuộc vào cái câu cú mọi người viết có hay hay không, có đúng ngữ pháp hay không, cái quan trọng của đấy. Còn bình thường thì cái lập dàn ý của thầy người hack được rất nhiều chữ luôn, bình thường sẽ viết từ 600 đến 700 chữ đúng không, nếu mà mọi người chỉ có viết theo cái lập dàn ý của thầy sợ còn không có đủ giấy để mà viết ấy. Rồi tiếp tục một số thì chú ý khi sử dụng tiểu từ, ra cái tiểu từ này thầy nhắc lại cho mọi người để mọi người chú ý thôi, thì trong quá trình làm câu 51, 52 thầy cũng đã nhấn mạnh rất là nhiều rồi đúng không, khi nào thì dùng ân nhân, khi nào dùng ik, khi nào dùng ân nhân thầy cũng nhắc rất là nhiều rồi đúng không. Ân nhân ik này chúng ta sử dụng trong trường hợp nào, thì đằng sau nó phải là một cái gì, tính từ hoặc là một cái động từ bị động này. Nhớ nhá. Còn cái này thì đằng sau nó phải là gì, nó phải là động từ chủ động này và động từ ngoại động từ đúng không, ngoại động từ đó, chúng ta sẽ có hai loại.
làm cho khiến cho đấy mọi người một tên đúng không? Còn tiểu từ ê và ê to mọi người biết rồi đúng không? Từ vẫn đưa ra để mọi người chú ý lại xem xét lại thôi. Và tiếp theo euro tiểu từ này cũng thế, tương tự thì thầy thấy hay sai nhất là ân dân y ca này, ân dân này đó. Thì đấy là chú ý thật nhiều vào nhá. Rồi tiếp theo nữa, à sử dụng đôi câu này thì nhắc lại cho nhớ thôi, chứ cái câu này chúng ta dùng từ năm năm hai năm ba cùng hết đuôi câu ngắn gọn này rồi đúng không? Không không nhớ thì xem lại bảng này nhá. Rồi về cách quy tắc viết trên giấy thi thì như hôm trước ấy, phải bằng quy tắc 1 thì chúng ta sẽ không sử dụng trong cái câu năm ba năm tư luôn đúng không? À, thì nhưng quy tắc thứ hai chúng ta sẽ có là khi chuyển đoạn, tức là gì, hụt vào một ô khi bắt đầu và khi chuyển sang đoạn. Thì câu 53 chúng ta không cần chuyển đoạn, viết một mạch luôn đúng không? Nhưng câu 54 chúng ta phải chuyển đoạn, chuyển đoạn chúng ta phải xuống dòng. Xuống dòng thì phải làm gì, hụt vào đầu dòng một ô nhé. Đó thì đấy rồi, còn lại thì chúng ta vẫn dùng y nguyên như câu 53 hết, không có gì đúng không? Rồi tiếp theo cái này là cái quan trọng này, lập dàn ý là cái quan trọng cực kỳ luôn này. Đó chú ý nhá, đầu tiên thầy sẽ có phần mở bài. Mở bài thì thầy này, thầy cho một cái câu sẵn, cái câu này là cái câu mà mọi người có thể áp dụng cho tất cả cái gì chủ đề ở cái bài văn viết nghị luận xã hội. Tại vì sao? Tại vì nhớ là bây giờ người ta ra đề, người ta chủ yếu gọi nói chung là 100% luôn, thầy giám định 100% người ta sẽ đưa ra những cái vấn đề mà xã hội của chúng ta hiện đang có, đang xảy ra đó, nhất là những cái sự kiện gần đây nhất người ta hay đưa vào vấn đề là, thì khi đưa vào những cái sự kiện gần đây nhất thì chắc chắn cái câu của thầy nó sẽ rất là hợp. Thì đầu tiên đây thầy dịch cho luôn nhé, một tên gì đi ba đơn sông tố đỗ biểu nó thủy hội đến khăn te sao về thó nên, tức là gì? Trong xã hội hiện đại mà tất cả mọi thứ đang thay đổi với tốc độ nhanh chóng như vậy thì càng ngày càng, đây dịch từ chỗ này mà ta chỉ là càng ngày càng trở nên nhiều người có quan tâm đến cái N này. Quan trọng là cái ba chấm này là cái gì, ba chấm này chính là cái từ gì, chính là cái từ keyword, chính là cái từ keyword của trong bài. Từ keyword trong bài tức là như nào, khi em đọc một cái đề nghị luận xã hội, văn nghị luận xã hội đúng không, một cái yêu cầu đề bài đấy thì chắc chắn nó sẽ nhấn mạnh à yêu cầu mọi người viết về cái gì ở trong cái bài này, này. Thì đấy tìm ra được cái danh từ chính của trong bài đấy vứt vào đây ba chấm là xong đúng không. Đó sau tiếp này, đấy trong xã hội hiện đại như vậy nên càng ngày càng nhiều người đang quan tâm về cái gì đấy, tức là kể ra cái tình hình của cái mà người ta muốn nói đến là gì đúng không. Vì vậy thông qua đoạn văn này, thông qua đoạn văn này tôi mới dự định đi quan sát về điều gì đó ở đây đó. Cái quan sát của cái thứ hai này nó sẽ là cái phần cái nháy ở trong cái chủ đề ấy, cho luôn vào đây là xong đúng không. Rồi chút nữa thầy làm lập dàn ý, thầy sẽ gì à, thầy sẽ chỉ cho hai cái chỗ ba chấm này đâu, chỉ cần nhét vào là xong, không phải nghĩ ngợi gì cả, vậy là xong cái phần vào bài đúng không, thuộc cái phần mẫu này của thầy là xong vào bài, đầu xuôi đuôi lọt không phải nghĩ gì hết đúng không. Sau sang phần phân bài, như lúc đấy thầy nói bằng phần thân bài chúng ta sẽ có thì ba câu hỏi đúng không, thì bây giờ phần tận à quên, trong cái phần yêu cầu đề bài nó có ba câu hỏi, thì bây giờ trong cái phần thân bài của chúng ta sẽ có hai câu hỏi, chính là câu hỏi một và câu hỏi hai. Thì cái câu hỏi đầu tiên đây ra đi trả lời cái câu hỏi một, câu hỏi một thì cố viết từ 8 đến 10 dòng, 8 đến 10 dòng nếu mà viết 8 đến 10 dòng ở trong cái giấy thi của mình ấy, thì nó cũng nếu mà thu ngắn lại nó chỉ tầm 4 5 dòng thôi, nó không quá nhiều đâu nhá. Đấy thì đầu tiên tức là gì, trả lời câu hỏi này chúng ta trả lời ra đây, trả lời ra đây xong chấm một câu chấm đúng không. Khi chúng ta trả lời được cái câu như vậy rồi, xong rồi chúng ta sẽ chọn chọn cách để phân tích. Thì ở đây thầy đưa ra ba cách, cách một, cách hai và cách ba. Thì khi chúng ta lựa, khi chúng ta thì trả lời ra được cái câu hỏi một với một câu gọi là mang tính chung chung, mang tính đại khái, mang tính gọi là tổng quát đúng không, thì lúc đấy chúng ta sẽ lựa chọn cách một, cách hai, cách ba để lựa chọn một trong ba cách này để chúng ta phân tích sâu hơn về cái câu trả lời của câu hỏi một này đó. Ví dụ cách một là mang tính liệt kê, liệt kê là như nào, tức là mình mới đưa ra là vấn đề của xã hội gần đây là gì các thứ, thì nó bảo là vấn đề xã hội đây là gì, mọi người đang quá là bận bịu đi làm được chấm này, hơn nữa mọi người còn không có thời gian bên gia đình chỉ đấy, những kiểu đấy là mang tính liệt kê đúng không. Thì mình câu hai tiếp, cách hai là phân tích. Phân tích là như thế nào, phân tích thì thầy lại hay sử dụng cấu trúc ư nhá. Nếu phân tích ví dụ như ở trên bạn bảo là
vấn đề xã hội của nó là đang gì à, mọi người đang rất là ý chỉ tập trung vào công việc, không quan tâm đến gia đình, đó đấy là cái vấn đề đúng không? Thì đấy tâm quan tâm một người bảo sau bắt đầu mọi người mới phân tích ra, nếu như mọi người chỉ quan tâm vào công việc mà không quan tâm gia đình thì à, sau này sẽ như thế nào vân 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 đấy, mình cứ kể lể ra đó, mình cứ dùng cấu trúc nếu như vậy chúng ta kể lể ra là sẽ có vấn đề đúng không, là sẽ có chữ để viết được chưa, hoặc là dùng cách ba là đưa ra ví dụ để đưa chúng ta ví dụ à, ví dụ như là bảo bây giờ mọi người chỉ biết tập nhớ cái ví dụ nhé, mọi người hay bị nhầm lẫn cái cách hai và cách ba với nhau, ví dụ đưa ra ví dụ là như nào, đưa ra một ví dụ thực tế điển hình gần gũi, nói chung là nó giống như là một câu chuyện phiếm liên quan đến cái câu hỏi mà chúng ta hỏi, ví dụ như lúc đấy thầy bảo là à, bây giờ là tình hình là mọi người đang chỉ biết tập trung vào công việc mà không đi à, không quan tâm đến gia đình đúng không, thì đấy ở trên như thế sau chấm hết, bây giờ em xuống em đưa ra ví dụ, tức là đưa ra ví dụ để chứng minh cái điều trên nó đang là sự thật đấy đúng không, thì mình đưa ra ví dụ, mình ví dụ luôn ví dụ bố bố của tôi đúng không, ví dụ luôn cái trường hợp bố của tôi hàng ngày đi làm lúc mấy giờ và tối thì về lúc mấy giờ à, ông đấy chỉ tập trung vào công việc thôi, thậm chí còn bị à, một tuần không ăn cơm cùng với gia đình mà cả tháng mới ăn được một lần hay gì gì đấy đó, đấy là một cái trường hợp thực tế ví dụ nhé, phải đưa ra bố mình hay là gì nhớ nhé, đã đưa ra ví dụ là hay những cái người thân này, bạn bè này, đồng nghiệp này. Đấy những cái trường hợp mà gần gũi với mình nhất, mà nếu mà không có thật thì bịa ra không vấn đề gì cả, ừ thì thằng bạn của tôi hay là à, bố tôi hay mẹ tôi anh chị tôi hay là gì gì đấy bố lô xua tới đấy, chúng ta kể lan man như thế là chúng ta đã rất rất là nhiều chữ rồi, không phải sợ là không có chữ nhé. Đó, chúng ta có một trong ba cách như vậy, hiểu không? Và tương tự cái câu 2 cũng thế, mình cũng trả lời cái câu 2 một cách bao quát cho chung. Sau mình cũng lựa chọn một trong ba cách để mình phân tích. Đó, thấy trong đầu mình thấy cái cách nào nó dễ nhất trong cái câu hỏi mình vừa trả lời đấy thì mình mới nói. Chuyển thôi, không cần gì hết, đúng không? Và tiếp theo chúng ta có phần kết bài. Kết bài thì thầy chia làm hai phần, phần đầu tiên là tóm tắt lại cái nội dung mình vừa mới phân tích ở phía trên, thì thầy có một cái câu là đến bây giờ tôi đã đi quan sát hết về cái gì rồi, thì mọi người chỉ cần cho cái câu hỏi một và câu hỏi hai vào đây thôi, b y nguyên câu hỏi một câu hỏi hai vào đây là xong được một cái phần tóm tắt, và đây chính là cái phần hành xử này phải được tầm 4 dòng đúng không, phải tầm 4 dòng. Đó. Sau đến chúng tiếp tục ta đi trả lời câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba thì thường nó sẽ là câu hỏi liên quan đến cái gì, phương án giải quyết vấn đề, ở trên nó đưa ra vấn đề rồi bên dưới nó sẽ đưa ra giải quyết vấn đề đấy chưa, thì ở đây chúng thầy có cái câu mẫu là vì vậy sau này để mà giải quyết vấn đề này này đó thì chúng ta cần làm gì đó hoặc nên làm gì đấy, nó khi mình trả lời một câu hỏi thứ ba chung chung rồi mình cũng lựa chọn một trong ba cách để mình đi phân tích dài hơn, tại vì chúng ta mục tiêu từ 600 đến thì 700 từ, mà nếu mọi người không đi phân tích ý, thì mọi người chỉ có trả lời được cái câu hỏi thứ ba một câu chấm hết đấy thôi ý, thì cũng sẽ được 15-20 điểm đấy, còn nếu mọi người phân tích chi tiết ra từ 60 đến 70 thậm chí có đến được 30-40 điểm là bình thường nhá đó ừ. Nếu mà chúng ta mục tiêu không cao chúng ta chỉ cần đi trả lời đúng ba câu hỏi cho thầy thôi chấm hết, còn cái phần mà hách chữ mà thầy cho này thuộc lòng ghi vào là xong đấy, Hương cứ sợ không thì không 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 biết được, học thuộc cái này đấy em chỉ cần biết định trong tích tắc vài phút thôi là em đã được 15-20 điểm rồi tội gì đúng không, đó rất dễ nhá. Bây giờ ok, bây giờ thầy sẽ đi vào phần luyện tập nhé, bây giờ luyện tập triển khai bài viết thì thầy có sẽ luyện tập một được chưa, bây giờ thầy sẽ đi hướng dẫn cho luôn nhé, siêu dễ dễ ơi là dễ luôn. Đầu tiên là đi đọc cái này trước, đọc cái này trước. Dù là những tình huống thì dù là những tình huống giống hệt nhau nhưng nếu như cái quan điểm nhìn nhận mà khác nhau thì hành động cũng khác nhau và kết quả của nó cũng trở nên khác nhau đúng chưa? Và suy nghĩ của chúng ta cũng tương tự. Và gì nữa đây, cái kết quả mà thể hiện do là tích cực hay tiêu cực này thì cũng có thể khác rất là lớn. Vì vậy nếu có khả năng thì chúng ta thì nên suy nghĩ một cách tích cực hơn. Và bây giờ chúng ta hãy viết để đi viết suy nghĩ của bản thân về cái sự cần thiết của cái suy nghĩ tích cực. Vậy xong cái đọc xong cái chủ đề này chúng ta thấy nó đang nói về cái suy nghĩ tích cực đúng không? Về suy nghĩ tích cực thì đây chính là cái danh từ chính của trong cái chủ đề này. Thì bây giờ trong phần mở bài chúng ta bê y nguyên bản. Lúc đấy thầy có gì vô tên thì đi, bây giờ thầy nhớ hết cái câu ấy, thầy chỉ có biết nhớ nhé, nếu mà đã nhớ cái câu mẫu của thầy ấy, phải nhớ chính xác, nhớ nhớ từng tí một nhé, đừng bảo là em biết như thầy sau cuối cùng là điểm thấp nhé,
không nhá, thầy thấy mọi người viết toàn viết lẫn la lẫn lộn, viết tính tá linh tinh, sau ví dụ như là kiểu từ câu trước câu sau đoạn trước đoạn sau nó lẫn lộn hết cả lên, sau thầy bảo viết giống thầy vớ vẩn nhớ nhằn như thế là không được nhá. Chúng ta sẽ đi mô tân nhì lên thì ba đê sốc tố rô nhờn hoa thuế o ít nên tức là gì con te tha về để so nên đúng không? Đấy, không nhớ thì bỏ cái phần đấy ta viết trước nhá. Đấy, trong cái xã hội đầu tiên này đấy, trong cái xã hội hiện đại mà đang mọi thứ đang thay đổi với tốc độ nhanh chóng như này thì càng ngày càng nhiều người có quan tâm đến suy nghĩ tích cực đúng không? À thì sao có thì thường cho so, tiến à tên đáp e bí à đọc e thằng Simon e thôi đúng không? Đấy như tại thì lúc nào không không là Simon à chi nên Sara từ đi bạn ta chi cố được chưa đó à, như thế này nó đã là gì, như thế này thì nó đã được một câu rồi, một câu này viết ta đã được ba bốn dòng đúng không? Xong rồi tiếp từ đề to thì từ đấy đó xong nghe to sau tiếp tục chúng ta lại đi lúc đấy cái ba chấm thứ hai đúng không, thì ba chấm thứ hai chính là cái nháy nháy này này, bất cứ một cái gì bất cứ một cái đề bài nào nó cũng sẽ có cái phần nháy nháy như này nhé, mọi người nhớ thành đó nháy này nháy này đó bê in nguyên cái nháy nháy này vào đây là được đúng không? Cứ đề sau vì vậy thông qua đoạn văn này em mới định đi quan sát về cái gì đây, quan sát về cái cường song thọ kiên sinh đáp ế siro song nghe thế đấy cho bồ đô sa thân giả đó, thì nó đưa ra là tình hình do thì do đấy mọi người quan tâm về cái đấy cho nên thì tôi mới đi quan sát về cái này đó, như thầy thầy đang thu gọi là được ba dòng viết ra là được 6 dòng rồi nhá, đó như vậy là thầy xong hết cái phần gì phần thân mở bài rồi đó, có gì khó đâu mà bài này được 5 điểm rồi, 5 điểm ai cho, cứ thiếu một điểm ai cho, bây giờ tự được 5 điểm tội gì không biết đúng không đó. Sau bắt đầu chúng ta đi trả lời câu hỏi đầu tiên đây, và phần thân bài chúng ta sẽ đi trả lời một và hai này này, câu hỏi một là gì à, suy nghĩ tích cực khi nào cần thiết, chúng ta nhớ nhé, nó hỏi gì thì trả lời đấy, sau rồi bắt đầu mình mới đi phân tích câu này nhé. Thì bây giờ nó đang hỏi là gì, suy nghĩ tích cực cần khi nào đó, chúng ta ghi cần khi nào đây, chúng ta cũng viết y nguyên nó hỏi gì trả lời đấy, được chưa, hỏi gì trả lời, nhớ câu hỏi 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 trả lời đấy nhé, thường trong thọ kiến sinh các cân nó on thế ở đây, on thế đây tức là thầy đã ban tấm luôn, khi on trên là khi nào thì thầy, khi nào thì thầy hay có từ te đúng không, judo ha tả đó là cần khi khi nào, suy nghĩ tích cực cần khi nào, bây giờ mình chỉ cần nghĩ ra đơn giản thôi, một câu rất là chung chung thôi à, đó suy nghĩ tích cần là khi nào, khi gặp khó khăn đi ở đâu đúng không, mới thì ở thì sinh te đúng, mình viết một câu rất đơn giản, khi nó có khó khăn đó, khi có khó khăn hết à, khi có khó khăn hoặc là nếu mà em muốn thì muốn dài hơn nữa thì hoặc là à, khi thì khi có khó khăn hoặc là khi bị khi thất bại cũng được xin thế hay thế đó, thế là xong, như thế em viết xong một câu rồi đúng không, thế là em trả lời xong câu hỏi một rồi, theo như lập dàn ý của thầy là mình sẽ lựa chọn cách một cách hai cách ba đúng không, tức là liệt kê hay là phân tích hay là đưa ra ví dụ đó, ví dụ nhé trong trường cái câu này thầy sẽ nếu mà muốn phân tích thêm thì thầy sẽ phân tích theo kiểu gì đây, cách một là liệt kê, cách hai là cách một là liệt kê, cách hai là gì phân tích, cách ba là gì ừ. Thì bây giờ nhé thầy đi phân tích đi, thầy dùng nếu đi đó, nếu chúng ta nhé khi chúng ta có tức là nhé ở trong ở cái câu trên trả lời của thầy, thầy đang đưa ra là hai trường hợp cần khi hai trường hợp đúng không, có khó khăn và thất bại đúng không, thì bây giờ thầy sẽ đi phân tích cái trường hợp có khó khăn trước à, khi chúng ta khó khăn và nếu chúng ta suy nghĩ tích cực từng trong có tiến thêm thêm các cái gì nếu chúng ta suy nghĩ tích cực khi gặp khó khăn thì ta làm sao khi khó khăn mà có tích cực thì chúng chắc chắn chúng ta sẽ có gì dễ dàng tìm được ra phương pháp giải quyết đúng không, hay chơi thắng hợp với kế khá ta đó. Hơn nữa à, đây bây giờ thầy tức là thầy vẫn đi thầy vẫn có một cái vế này nữa, thầy lại đi đi phân tích lúc được khi khi thất bại đúng không, hơn nữa khi thất bại chưa thể hay tế
thường xong học tiên sen các hơn à, nhưng nếu mà khi thất bại học tiên sen các cái an nhân à, hơn nữa nếu suy nghĩ tích cực khi thất bại thì chúng ta sẽ làm gì à, chúng ta sẽ không từ bỏ đúng không, chúng ta sẽ không từ không 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 từ bỏ một cách dễ dàng. Shiki Shiki Hokihachi cô và sau rồi hai chị lại muốn thử thách lại đồ son ta cô ship ta đúng không, thế như thế là xong rồi, như thế thầy là xong với câu hỏi đầu tiên rồi đây. Đấy, thầy đây, thầy đi cái phân tích cái đây phân tích cái gì dùng phương pháp kinh tận phân tích đây đúng không, nhớ nhá, dễ ẩm siêu dễ luôn. Phần tiếp theo nhé, câu hỏi thứ hai, từng trong trò kiến sinh các cái thông hệ thọ ở tư nên nô văn của cái họ lại nhớ lại lại gì à, lại gì lại nhớ thấy câu là hỏi gì trả lời lấy đúng không, thì ở phía trên này nó đang là gì? Hiệu quả có thể nhận được thông qua suy nghĩ tích cực là gì đúng không, mùa sinh cả mùa sinh cả thì đang hỏi như này, tức là cái ba chấm ở đây này đó, thì ở đây chúng ta nhớ nhé, nếu mà cái đuôi câu nó hỏi là mùa sinh cả thì chúng ta sẽ kết thúc bằng gì, và chúng ta sẽ kết thúc bằng là tà đơn hoặc si tà thầy nhé, đó thường nó hay là à, tập từ nên niên à thái đơn hoặc si tà đó, thì bây giờ thầy cũng sẽ bê viên số để thầy trả lời câu hỏi, họ nhớ đã hỏi gì trả lời đấy này, đừng có biến đổi cái câu của nó nhé, từng trong trò khi không nghe họ tư su su business cho qua nên tập 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 à nên tiền à nên họ sĩ cả, nhớ những cái mùa sinh kết thúc bằng câu đuôi này, tại vì là hiệu quả nhận được cái này chính là cái việc gì đó. Ừ. Thì bây giờ hiệu quả mà chúng hiệu quả nhận được thông qua cái gì, hiệu quả nhận được thông qua cái suy nghĩ tích cực là gì đó, thì bây giờ hiệu quả lớn là gì, giúp chúng ta làm gì đấy, hiệu quả của nó sẽ là giúp chúng ta làm gì, giúp cho cái việc gì à, lúc đấy thầy nhớ ở trên thầy còn đưa ra cái cấu trúc gì này à, nhân t thì nhân cách ra t thổ umi thì à, nhớ hiệu quả thì nếu mà nó nói đến hiệu quả cái là chúng ta hay nhớ đến cấu trúc này ngay à, hiệu quả đây nó là giúp ích cho việc gì đấy đúng không, nó giúp ích cho việc gì, nó giúp ích cho việc gì, suy nghĩ tích cực thì nó sẽ thì giúp cho mình à, giúp cho chúng ta sống một cuộc sống nó sẽ hạnh phúc hơn đúng không à, sai mới à, sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc nào hen bốc than sai mới sai su thì nên bốc là giúp chúng ta có thể sống được cuộc sống hạnh phúc hơn đó à, xong mình đi phân tích à, sống một cuộc sống hạnh phúc hơn là như nào, tại sao lại à, sống một cuộc sống hạnh phúc hơn đúng không đó thôi em bốc hai hai bên sai chuyện nên đấy hồi mình thuyền ta quỳnh tả đó à, sau rồi mình nếu mà trong trường hợp bây giờ là mình sẽ dùng là hơn nữa hay là cuộc sống hạnh phúc hơn này, bây giờ đi dùng cách một là phân, nếu ví dụ như em dùng là gì liệt kê thì em sẽ dùng tô han, hơn nữa thì em sẽ liệt một liệt kê một cái câu tương tự như này cũng ngang hàng với câu trên ta, còn nếu không thì phân tích thì giống như ở trên thì phân tích, còn bây giờ hoặc là ví dụ điển hình đi đúng không, ví dụ nhé à, ví dụ cụ thể đây là đưa ví dụ cụ thể nhé, về đây thử nhau à, ví dụ đúng không à, ví dụ khi mà chúng ta chuẩn topic đi topic xiamen đưa ra cụ thể luôn nhé, xiamen à đi à xiam à men bùi khắp kiếp vô khắp kiếp à hay tên không à, nếu khi chúng ta mà bị trượt topic ấy đúng không à, nếu suy nghĩ tích cực thường xong họ khi các chị nhá, nếu chúng ta suy nghĩ tích cực khi trượt topic thì chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ cảm thấy là gì, không bị kiểu như là gì à, cảm thấy kết quả không quan trọng hay là gì cần phải gì cần phải à, hoặc là chúng ta sẽ cảm thấy được bản thân à, buồn buồn in lên đừng đéo đi có khăn vu con đừng đéo đi khăn vu có đừng đéo đi à, đi mà đi vu hè to và rồi cần phải đi cần to mà đi cùng vu kê ăn tàu cố có tên gác tâm giả, thì mọi người sẽ nghĩ rằng là mình sẽ phải học tâm nên vậy, còn việc đây là không không có áp lực gì cả đúng không, mù tam bê mù tam mi học cô đi mù tam
Mì hộp tức là gì, mọi người sẽ không có cảm giác gánh nặng và thì chỉ thấy chỉ nghĩ rằng là gì, chỉ nghĩ rằng là mình phải học thêm vì năng lực có nhiều thiếu sót thôi, tức là mình không không có áp lực gì cả, đúng không? Đó, mình cứ lấy một cái ví dụ cụ thể là như thế, và mình kể mây kể gió kể trời thì đâu ra thì nó vẫn có điểm nhất, tại vì nó vẫn đang bám sát vào cái chủ đề của nó, đúng không? Vậy xong như vậy nhé, thầy viết như này, ta viết này, ta viết là được 8 dòng này, như này được 7 dòng, rõ như thế là ổn rồi. Sau tiếp đến cái phần thì kết bài. Kết bài đây là gì? Chính là câu hỏi thứ ba. Chúng ta có hai phần là tóm tắt và trả lời câu hỏi thứ ba, đúng không? Thầy đi tóm tắt trước nhé, tóm tắt dễ lắm này. Đây, tóm tắt của thầy đọc là chí cơm cà chi, xong rồi ê thì sao thay theo của anh ta, thì thầy bảo câu hỏi một, câu hỏi hai, câu hỏi một, câu hỏi hai chính là câu này. Chúng tôi xem các kia on the floor B ý nguyên xuống cho thầy, B ý nguyên nhé. Chỉ cơm khá chi, phải đến bây giờ B ý nguyên từng trong trọng kín trên các tươi hòn chế phí đô khăn ca, bỏ từ ca cho từ chi với thầy là được, khăn chi không phải một cái, sao lại từng trong trọng kín trên các tươi không hé hòn tươi su tên vô quá nên xong rồi bị búa xin ca, bỏ ca đi cho chi bảo ê thế thay cho bố bộ ăn cả đó. Thì cái câu này chúng ta sẽ dịch là gì, đến bây giờ tôi đã đi quan sát hết, tôi đã đi quan sát rằng là suy nghĩ tích cực cần khi nào và hiệu quả nhận được thông qua suy nghĩ tích cực là gì. Đấy, đến bây giờ tôi đã đi suy nghĩ hết về cái đấy rồi, đã đi quan sát hết về cái đấy rồi, đúng không? Sau tiếp theo cuối cùng là ta ra sọ, cuối cùng là vì vậy này, vì vậy này, để suy nghĩ tích cực phải nỗ lực như thế nào, thì bây giờ để suy nghĩ thì cần cho chọn kín xem sao tươi hai kỳ vì thế đó nên thì phải làm như này. Cần làm gì đây, ấn liền siro cá dịch tả đó, như này là được. Cần làm gì để suy nghĩ tích cực thì chúng ta cần phải gì, thay đổi quan điểm đi, thay đổi cái nhìn đi, đúng không? Thay đổi cái nhìn về mọi mọi thứ đi, vô tư gì đấy là vô tư gì đấy, vô tư chi các, chi các là chính xác. Phá quân nên phá quân Shiroka, chúng ta cần thay đổi cái thị giác nhìn về tất cả mọi thứ đó. Sau mình đi phân tích ra, hoặc là cái ví dụ, vì nếu mọi người thay đổi cái này thì dù có gặp khó khăn mọi người cũng không có cảm nặng gì gì đấy, đúng không? Nếu mọi người thay đổi bồ nên chi các cái phá quân nhất, nếu mọi người thay đổi cái thị giác nhìn nhận đấy thì dù ở đó của tôi dù có khó khăn thì mọi người cũng đi phù tam, hoặc là cứ lên tương được phù tam khả mi học cố, đúng không? Mọi người cũng không có gì, không có cảm giác gánh nặng áp lực gì cả, và vẫn thì vẫn vẫn gọi là gì? Tích cực, đúng không? Vẫn tích cực để tìm phương pháp xử lý, hoặc tích cực để giải quyết đấy, đúng không? Vẫn thường thong chọn thứ đốt buồn thế đấy hay chơi phá tổ đốc nổ đốc thanh tản đó. Như vậy là xong, đúng không? Như vậy là xong một bài rồi đó. Như thế là viết béo phát xong một bài cái gì đâu, ta phải nghĩ một xíu xíu thôi. Thực ra nhé, chúng ta đầu tiên chúng ta cứ có thể là trả lời ba câu hỏi được, nếu mà không có khả năng chúng ta cứ trả lời ba câu hỏi cho thầy là được, mở bài là ok rồi, đúng không? Sau đây trả lời câu hỏi này xong xuống thì trả lời câu hỏi này nữa, xong xuống đi tóm tắt gì, tóm tắt đề bài, tóm tắt bài viết xong trả lời câu này nữa. Vậy là 1, 2, 3, 4 và một cái phần này nữa. Đó, cái phần này không phải nghĩ rồi, chỉ cần nghĩ là 1 này, 2 này. Cái này không phải nghĩ 3 câu. Chúng ta chỉ cần nghĩ 3 câu thôi, thầy nghĩ đảm bảo mọi người sẽ được tầm 15 điểm ở trong cái phần này. Ngon lành luôn nhá. Rồi. Hiểu chưa? Có ai không hiểu không? Diệu Linh với vì phía Hương Lê có ok không? Diệu Linh thấy cô năm tư sáng hơn chưa? Rồi. Bây giờ thầy cho mỗi đứa 10 phút để nhá, xong rồi những cái bài ở trên này nhá, những cái bài trên này thầy làm rồi, thầy sửa rồi thì tao về nhà mọi người chép vào đây nhá, để luyện tập luôn nhá, luyện tập chép vào đây. Bây giờ câu luyện tập 2 thầy cho Diệu Linh, cho Linh đấy, phân cho Linh đấy. Bây giờ Linh ngồi 10 phút đi, Linh làm xem như nào nhá. Sau thì nói chung là Linh cứ lập đàn ý đi,
lập dàn ý thầy trong 10 phút là lập dàn ý là như nào, mở bài theo cái mẫu của thầy là một này, sau trả lời câu hỏi một này, nghĩa là chỉ trả lời không cần phân tích đâu nhá, chưa cần phân tích nhá, trả lời câu một này, câu hai này, sau rồi đi kết bài, tóm tắt phần kết bài và trả lời câu ba đó, thầy đã yêu cầu như thế nhá. Để Hương Lê đấy, Hương Lê hiểu chứ Hương Lê ơi? Rồi ạ. Rồi đấy, thì bây giờ hai bạn nhá, mở bài này, sau đi trả lời câu hỏi một, câu hỏi hai, sau rồi tóm tắt, sau rồi trả lời câu hỏi ba. Đấy, chứ chưa thầy chưa bắt phân tích nhá, trả lời trước cho thầy. Chờ. À, bây giờ đã hiểu được chủ đề chưa? Đề không quá khó để hiểu đâu. Nè, Diệu Linh với Hương làm đi, bây giờ 20 tiểu đến 30 thầy sẽ gọi chữa nhá. Chi chắc.
Nào, thông sư nào lịch đang đi sau phải gợi ý chọn là được thầy gợi ý chọn Một tên ý đi bà bên sụp tổ rô khen hoa khai o ít mình thân thế sao về ấy xong lên do em nghe sao về ấy xong lên do em nghe quan chim mình ca chi ca chi nên sarami mana chi po ita. Rồi, tiếp. Kureso, Hurun, Songhe, So, Yohani, Pilo, Songhe, Tehe, Sambo, Pogota, Handam. Rồi, 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 không phải bạn. Phần à, phần mở bài đây cũng đúng là khi nào đúng không, nó cũng giống như cái để giỏi ăn in đấy, đánh cái này đánh máy nhập in cái này cần khi nào nào này trả lời là thì giỏi héo in Do hang ăn pony pivot ít con xe cái gì cô con đấy mà to lên mà pillow hăng pillow cái số hai cái gì cái pillow mang con đến là cái gì đã hăng khi mà cuộc sống khi mà có mệt mỏi hay là muốn trải nghiệm cái mới ạ. từ đọc lại hay đọc tính hồi nãy thì là cho em nhân bị chia đồ Yeah. Thì con á thì con chỉ con gì à, ít con ạ. chỉ con Thì con ít con ít ạ. toán là này nhá chỉ con đã có chỉ con ha tà À. chỉ con ít còn na chỉ con ha còn na này là được chỉ con ha tà khi mệt mỏi hoặc là gì Pero kiong hom hay cô ship kinh tế à, rồi chỉ đó ha tà ok đó nhớ nhé chúng ta phải xác thì định chế độ ít tà theo từng cái gì cái what by what như thế được khi mệt du lịch cần khi chúng ta mệt mỏi và muốn trải nghiệm cái hoặc là muốn trải nghiệm cái mới đúng không tiếp còn tiếp câu thứ hai rồi Do hay tới do hay linh không hay ở tinh đó hỏi gì trả lời thô làm gì thô hen bốc hen bốc than san minh san sui cả thanh tấn và suy tàn ấy. Hiệu quả đây là cái gì hạnh phúc hơn cuộc sống hạnh phúc có thể than san minh ta cái thay suy tàn nên là có thể sống hạnh phúc hơn hiệu quả đây là có thể sống một cách hạnh phúc hơn đúng không đó sẽ phân tích ra đó thế khi em trả lời xong em sẽ phân tích ra đấy để em có thể phân tích này nếu mà chúng ta gì đấy đúng không nếu đi du lịch khi mệt mỏi thì làm sao này nếu đi du lịch khi muốn trải nghiệm thì làm sao này đúng không đó còn đây nữa này hiệu quả này này thì chúng ta cũng mới phân tích ra hoặc là hơn nữa hoặc là tô an hơn nữa là cái gì gì ở đây này đúng không hơn nữa thì nếu đi du lịch thì chúng ta có thể mở rộng kiến thức hay gì gì đấy để hiệu quả các thứ nâng cao được kiến thức cái gì đấy vân vân đấy đúng không cái đấy cũng là mang tính liệt kê đó thầy gợi ý cho nhé rồi tiếp bây giờ tóm tắt bên dưới chị cưng cả chi yêu hành nhân on che pillow hàng chi anh chị đó tiếp yêu hành nhân thông he ở tinh suy nên
Yêu qua nên mua ớt in chị. Mua Ê. in chị. Ở thế hệ sàn po po ớt à. Bộ áp áp nhé, bộ ót ót áp nhé, đã bộ áp sẵn. Sau tiếp. Tara so apuro hen bok ha ke san kiwe he so yo hen in Đâu, thế. câu này là gì? Đây này, câu này của nó là thứ gì đây này? Có câu hỏi của ta mà. Để du lịch tốt thì phải làm sao mà? Vì vậy sau này để đi du lịch tốt đúng không? Rất cần thế thôi chứ. Cho em ơi. Đấy. Okay. Tại hai thì sao chúng ta cần làm gì đây, bảo hỏi thì trả lời đấy cơ mà, đừng đừng có mà thay đổi nhé, thay đổi lời sai đấy. Tập siêu vậy ta à, nào cần làm gì đây để đi du lịch tốt, chúng ta cần làm gì của em này, nhưng của em trả lời cái gì mà để đi du lịch hạnh phúc là cái gì đấy. Em trả lời là để cuộc sống hạnh phúc sau này hơn. Em kêu em trả lời là câu hỏi. Đấy, câu hỏi khác là đúng không? Em kêu tôi mùa thu chuẩn bị. Vào để du lịch tốt nó cần làm việc sao? Đầu tiên là phải làm gì à, tìm hiểu về về địa điểm du lịch đấy, xong rồi làm gì nữa? Đầu tiên là tham quan chi đấy à, vì tìm hiểu một cách chi tiết hà xe hí hà ra của cô rồi lên lịch trình cụ thể cụ thể từ thong ấy. Ê, ui, đấy, đồ cần lên lịch trình cụ thể đúng không? Là xong. Đấy, nếu mà chúng ta xong tâm thì có thể là phân tích ra nếu lên trình lịch trình cụ thể thì nếu tìm hiểu trước lên lịch cụ thể thì chúng ta sẽ làm có lợi ích gì vân vân ở đây này đó, để phân tích ra được chưa? Đấy, thì đây cũng là một cái bài tập về nhà Linh phải về phân tích chi tiết cho cái thầy cái này nhá. Đó, buổi sau là chúng ta sẽ phải sắp phải gửi, không thì mọi người về nhà phân tích xong gửi lên trên nhóm thầy sửa luôn. Sắp phân tích xong gửi lên trên nhóm, tức là thì đánh máy nhé, đừng viết tay nhé, đánh máy thì sửa dễ hơn. Tiếp theo của Hương Lê. Hương Lê ơi. Tương tự một tính. Một tên ý đi phá rừng sọc tô rô biển hoa tô xa hoa ế so nên khai thân khoản sim Ê, mình. ê bạn xin nhớ đấy, không được thiếu bỏ sót một tiểu từ đấy, không được thiếu. Ta đang từng tí Khá chi nên từng Haram mi Cô ta Cô so đang từ đi cũng được, ta đang dần dần trở lên nhiều nhiều những cái người mà quan tâm đến mâu thuẫn mong đề to vì vậy Ý cử Cử thông hay so à. Khai tinh e Dòng nhân song Yang yang miệng yang miệng Dòng nhân miệng song sau tính hai mặt của cái này thế 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 tao cho tôi đã Poco hắn ta đó, nhiều người quan tâm đến mâu thuẫn nên tôi đã đi quan sát về tính hai mặt của mâu thuẫn à. Cậu hỏi câu nào trả lời câu đấy nhá. Đầu tiên thì có cái gì kia thầy hết phù do sau khi là khai kéo hết tinh ấy. mùa xích à, đấy ta nên còn xin tạm không nào anh tiêu cực là gì. Y pan chọc kinh chắc óc ừ Chori Haki ở Rocky Hanta. À, ý là không, rất là khó để xử lý những công việc bình thường Vâng. á. À, gì ban học kim gì đây thì Chori à, cho đi ta đi ở đó cả Haki ở Rocky này. ở ở đó cả đấy có suy giảm là rất là khó để xử lý những công việc bình thường cũng được. Tiếp sau phải phân tích ra đúng không, nếu ví dụ mình có thể nếu như là chúng ta xảy ra mâu thuẫn khi chúng ta làm việc bình thường thì làm gì đấy thì sẽ gì và không ai giúp đỡ vì mâu thuẫn thì nói chung là mình sẽ phân tích ra đúng không nhá. Rồi tiếp đừng xong ở đây thầy chú ý nhé, trong trường hợp mà cái câu 1 cái câu 2 nó có hai cái vế đối lập nhau như này thì ưu điểm nhược điểm và tích cực tiêu cực đúng không, thì chúng ta luôn có cái câu là phải
thầy cứ nghĩ để khách điểm đi khăn ta con học viên nhỏ nhắn tới vị trí nên học tư à đi bạn à không phải là gì mâu thuẫn chỉ luôn luôn mang đến một cái bị ảnh hưởng tiêu cực mà nó cũng có thể gì nữa Tích cực đột quỵ son ở thường thường trong học viên từng to hoặc là mà mâu thuẫn phải từng ý thì từng trong học kín nhóm trang tổ đó thì mình xin suy cảm cũng có thể lấy nó bắt đầu mình đi trả lời, tức là mình có câu này để mình khách chữ ấy, hay để tên chữ ấy. Không mâu thuẫn không phải là thì không không phải là luôn luôn mang cái này mà mâu thuẫn cũng có thể đúng không cũng có thể gây ra gì đây gây ra ảnh hưởng tích cực đó và bây giờ mình mới nói đến là từ cho ảnh hưởng tích cực thì chính là gì đấy còn nhỏ nhan hơn ảnh hưởng tích cực đấy, là gì đây đó là bà nên hoặc si bà là cái gì chưa nghĩ ra là cái gì á à. tích cực đây là tức là thông qua cái mâu thuẫn ấy mình có thể hiểu được nhau hơn đúng không phải có đánh nhau phải cãi cọ thì mới hiểu được nhau hơn đúng không vậy thì là gì hay tưng ấy không he đúng không thì sorrow thì he hay su thì bán ấy đúng không đó có thể hiểu được nhau hơn thông qua mâu thuẫn đúng không đó sau phân tích ra đó ví dụ nếu như là thế này thì mọi người sẽ hiểu nhau biết đối phương nghĩ là gì muốn muốn gì cái thứ đấy đúng không đó sau tiếp bây giờ viết bài nào thì gọi là gì tóm tắt cho thầy trước chỉ cơm Chị cơm khát chi thầy đừng nghe cùng cho bùi trong chọc kim dòng dòng hoa anh ủ dòng quá xin chi đó ở dòng nhà ngươi múa xin chi sau tiếp thì từng xong khừng trong chọc kim Tiếp của xin chú thì nó ê để em thế quá say vô phố hạt ta có thì vậy câu hỏi thứ ba là từ câu hỏi thứ ba thường để giải quyết được tốt mâu thuẫn phải làm như nào ta đã cho phải dừng lại phải em tô hai đi vì em có không thì cần phải làm gì cần làm gì đây cần để giải quyết một tuần chúng ta cần trước tiên là phải gì lắng nghe ý kiến của đối phương trước đúng không cần phải lắng nghe mòn cho sang tê ba nghe vì cho nên phải từ đây số bảy đó đấy là cái phương pháp giải quyết vấn đề mình lắng nghe để mình xong mình giải phân tích thêm nếu khi mâu thuẫn xảy ra mình mọi người thì lắng nghe ý kiến của đối phương thì chúng ta sẽ hiểu đối phương hơn sẽ hiểu tình hình của đối phương hơn sau đó mình sẽ đưa ra ý kiến của mình nó sẽ phù hợp hơn với cái tình hình kia các thứ vân vân đấy mình phân tích ra là sao đúng không đó. Đó thì khi mà mọi người chỉ cần viết ra như lập đàn ý ra như này cho thầy thôi là mọi người đã được 15 20 điểm rồi xong rồi mọi người cố gắng phân tích thêm nữa là mọi người sẽ được điểm rất là cao đúng không đó thì cái câu phần này thì bây giờ này, ở bên dưới này này đấy vẫn còn mười mấy đề nữa ấy. Thì bây giờ mọi người cũng không thể làm luôn được thì hôm nay thầy sẽ cho nghỉ sớm và nhận về nhà mọi người sẽ cố gắng lập đàn ý hết cho thầy trước nhá lập đàn ý hết lập hết đàn ý đi xong rồi bắt đầu ta đi phân tích sau nhá. Lập hết đàn ý cho thầy lập giống như hôm nay lập hết tất cả các đề để thầy nhá. Xong rồi viết lên trên thì những cái bài nào mà thầy lập đàn ý cho rồi thì mọi người phân tích trước đi còn cái bài nào chưa lập đàn ý thì mọi người chỉ cần lập đàn ý thôi xong rồi buổi sau là mọi người sẽ phải đánh máy trước gửi lên trên nhóm cho thầy chỉ copy và thôi sửa cho nên nhanh chứ đọc nhiều khi thầy không hiểu mọi người đọc được gì đâu nếu mọi người đọc đúng cấu trúc ngữ pháp các thứ thì thầy còn hiểu sai là cái thầy không hiểu đâu nhá. Hiểu không? Rồi. Thế thì hôm nay học đến đây về nhà chuẩn bị kỹ cho thầy nhá. 1, 2, 3. 3, 4 bài thì thầy hoàn tốt.
hai bài để phân tích rồi đúng không, về nhà hai bài lập thành ý rồi, rồi bây giờ về phân tích lại, còn những bài chưa lập thành ý thì lập tiếp rồi. Ok, Square Mila, mình kết thúc. Ủa?